nghệ sĩ, thạc sĩ giảng viên thanh nhạc Đặng Loan, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, người đạt huy chương vàng tại cuộc liên hoan hợp xướng quốc tế tổ chức tại Hội An năm 2011 và là người Việt Nam duy nhất lĩnh xướng hợp xướng a cappella bài hát Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Đặng Loan trong chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên được phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên vào 16:30 thứ tư ngày 28 tháng 2. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.